này thì ở phía sau lưng vẫn có những người vô tư tụt khẩu trang rồi tụ tập trả đá vỉa hè với nhau. Sự khó kiềm chế và mất cảnh giác của không ít người trong vài ngày qua làm tôi nhớ lại cái cảm giác lúc đọc truyện nàng Bạch Tuyết cho mấy đứa trẻ. Nàng cũng được yêu cầu là hãy chỉ ở nhà và đừng tiếp xúc với người lạ. Nhưng rồi chỉ vì sự hấp dẫn của một cái dây lưng, một chiếc lược và một quả táo mà cô nàng liên tục đẩy mình vào hiểm cảnh. Dĩ nhiên, ở ngoài đời thì chẳng có mấy ai may mắn mà thoát chết đến 3 lần như trong chuyện cổ tích đâu. Và giờ, hãy cùng vận động với tôi ngay lúc này. Theo đúng cách của giới trẻ trong những ngày này, không cần ra đường mà vẫn có thể đủ để làm nóng cơ thể.